Trung xin chào tất cả anh em. Một phút vừa qua là Trung test cái máy. Con này là con K3D nhé. 3D dạo trước ở trên video cũng có làm một con rồi. Rồi, đây cái video test máy đó nha. Anh em xem có cần dùng đúng ngay cái con này không nhé. Đây là Mitsubishi K3D. Dung tích xi lanh là gần 1 lít nhé. Gần 1 lít, công suất hiệu dụng khoảng 17 HP ở vùng tua 2006-2008, 21 HP ở vùng tua 3006. Con này hiện giờ đang được tháo ốc ken ga ở tua 3006 nhé. Trên video anh em nghe cái tiếng nổ rất là khủng khiếp luôn. Tua như máy xăng, nhanh như máy xăng. Con này là tua nhanh nhé, như máy xăng luôn. Nó đang đạt công suất 21 HP đấy, ở cái xe nhỏ này này. Rồi, máy con này là con máy dân dùng, nhưng mà nó là một nửa dân dùng, một nửa là hàng bãi. Cái lý do là cái con này mình mua lại của một cái anh em, họ gác máy xe rùa ấy, trên chân xích nó gặt ấy, gọi là xe rùa, kiểu xe gọi là cọ cổng lúa kiểu miền Tây đấy. Nhưng mà do là không biết mua cái máy nhỏ ngựa, ba máy nhỏ này, cái cổ 50 bao không được, nên cổng không nổi, cuối cùng phải vứt xuống đi thay cái máy 4 lên rồi. Này, máy móc thì nó như gần như là hàng bãi nha anh em, thì tất nhiên là có cái dấu vết chặt dây các thứ thì nó đúng là dân dùng, nhưng mà chất thì như hàng bãi luôn. Nằm mưa nằm gió cũng nhiều nên không được đẹp với lại bóng bẩy như những cái con trước đây mình đăng. Nhưng mà cái giá của đó thì rất là êm luôn. Tại vì cái giá 7-8 triệu của một cái con máy y hệt như vậy, hàng bãi, thì cái con này mình mua lại của anh em dùng 1-2 chuyến ra đồng, không dùng được, tháo ra gác máy khác, nên thừa con máy này ra. Đây là lý do mình có cái con máy này đây. Thôi thì cứ tạm gọi là 8-9 phần của hàng bãi đi. Giá rất là êm, máy móc không đổ hơi cò, trắng phao sạch sẽ, máy không nước, mình nẹt cũng bạo lắm rồi, nẹt cực kỳ bạo ga rồi. Rồi cái video test máy của Trung như vậy, anh em có đúng nhu cầu sử dụng con động cơ ba máy đẩy xuồng ga chạy phát điện hay là làm cái công việc kéo để phù hợp công suất với vòng tua vừa báo ấy, thì cứ liên hệ nhé. Rồi Trung kết thúc cái video ngắn này. Trung xin chào tất cả anh em ạ.